Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Ngõ Vắng. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, rất hân hạnh cho Phương Thúy khi được giới thiệu đến quý vị khán giả một bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ, và bộ truyện được tóm tắt như sau. Ly hôn thôi. Điều 1 của gia quy nhà họ Phùng, con cháu nhà họ Phùng đã cưới thì không được ly hôn. Mí mắt của người nào đó cũng không nháy một cái. Điều 5, mâu thuẫn vợ chồng, bên sai thì phải hầu hạ 100 lần. Trời ạ, một tháng cô sai không dưới 10 lần, đời này cô còn có thể giữ được thanh bạch không, có thể rút lui được không? Và có muốn biết rằng là có được hay không thì xin mời quý vị khán giả cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thành phố về đêm, không gian bốn bể tĩnh lặng. Cảm giác bỏng rát trên má làm Hiểu Nhi bừng mở mắt. Cô thấy bản thân đang ngồi xổm dưới đất, chật vật bám tay vào thành giường. Cánh tay trắng nõn đầy những vết xanh vết tím, đậm nhạt khác nhau. Còn người cô thì chỉ khuấn hờ một chiếc khăn mỏng. Rõ ràng là không mặc gì cả. Chuyện gì thế này? Đầu của cô ong lên, theo phản xạ có điều kiện, cô quay sang. Vội vàng kéo góc chăn lên. Đập vào mắt cô là hai bắp chân rắn chắc của người đàn ông. Bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở. Anh ta đang bóp cổ cô. Nói, cô theo dõi tôi bao lâu rồi? Là ai phái cô đến? Giọng nói trầm giận dữ của người đàn ông vang lên bên tai. Hiểu Nhi lập tức hoang mang, mờ mịt. Là ai vậy? Anh ta đang nói cái gì thế chứ? Đầu của cô lúc này vẫn còn rất choáng váng, thiếu dưỡng khí. Thế giới như chìm vào một màu xám xịt. Theo bản năng, Hiểu Nhi đưa tay dùng sức kéo mạnh bàn tay đang siết chặt cổ mình ra. Buông ra. Nói, cô to gan lắm, dám tính kế tôi sao? Giọng nói giận dữ lại vang lên. Hiểu Nhi còn cảm giác như cái chết đang đến gần. Cô không thốt ra tiếng được nữa, không ngừng lắc đầu. Lúc cô tưởng mình sắp bị bóp cổ đến chết thì sức mạnh nơi cổ mất đi. Cô ngả nghiêng sang một bên, đấm đấm lồng ngực, cơ thể sủi lơ nằm sấp trên mặt đất. Cô ho khan hai tiếng, chưa kịp hoàn hồn, thì cằm lại bị người ta bóp chặt. Một gương mặt đàn ông lạnh lùng đẹp trai như tượng tạc, như phóng to trước mắt cô. Kèm theo đó là một cặp mắt xanh đen quỷ dị, lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo. Ánh mắt của anh ta sao lại là... màu xanh đen chứ? Người ngoại quốc thì cô gặp nhiều rồi. Nhưng người có màu mắt đặc biệt đến mức khó hình dung như thế này thì là lần đầu tiên. Bắt được sự thay đổi trong ánh nhìn của cô, người đàn ông bỗng sầm mặt xuống. Đừng tưởng rằng có chút quan hệ với tôi thì có thể thay đổi được gì. Chuyện ngày hôm nay, nếu cô dám nói ra ngoài dù chỉ là một chữ, tôi sẽ lấy mạng cô. Người đàn ông hất mạnh tay ra rồi quay người đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Hiểu Nhi loạng choạng ngã xuống đất. Sau đó cô nghe thấy tiếng nước xả ào ào. Đầu óc cứ vất vương, cứ quay mỏng mỏng. Hiểu Nhi đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng xa lạ, ánh mắt dẻo dã. Còn chưa định hình được chuyện vừa xảy ra thì rắc một tiếng, là tiếng gương vỡ. Cô giật bắn người, ngước mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông đó khoác áo choàng tắm đi ra, nhặt áo sơ mi rơi dưới sàn lên. Bàn tay nắm chặt buông xuống cạnh sườn, còn dính vệt máu, trông rất đáng sợ. Trước khi bỏ đi, người đàn ông ấy trừng cô bằng ánh mắt hung ác rồi nói, nhớ kỹ những lời tôi nói đây. Tiếng đóng cửa rất mạnh, sàn nhà cũng như theo đó mà rung lên. Cảm giác lạnh lẽo rõ rệt bò lên sống lưng. Ánh mắt cô dại ra. Lúc này Hiểu Nhi mới chú ý tới giường chiếu lộn xộn, cơ thể cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong phòng vẫn còn phảng phất không khí ám muội, không thể ngó lơ. Mặt tái nhợt trắng xanh, cô vội vàng vơ lấy quần áo, cánh tay nhỏ bé run run, mặc đồ loạn xạ. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Cô chỉ là tới tham dự tiệc mừng thọ của bác Đào thôi mà. Đầu óc còn đang hoảng loạn thì một loạt tiếng bước chân đang tới. Không xong rồi.
Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, ánh đèn flash rọi vào, nháy liên tục. Hiểu Nhi hét lên một tiếng, theo bản năng kéo chăn che kín mặt. Ồ, là một cô gái trẻ sao? Không phải là phu nhân nhà giàu sao? Đây là ai chứ? Đúng là lãng phí thời gian mà. Sau khi những giọng nói hụt hẫng lắng xuống là tiếng bước chân lục tục rời đi, lúc này Hiểu Nhi mới thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy dáng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mắt, mặt cô trắng bệch không chút huyết sắc. Trương Việt Khánh, anh đã trở về sao? Trong nỗi kinh sợ, chưa kịp hoàn hồn, cô nhìn thấy người bạn thân Đào Trinh của mình đang khoác tay Trương Việt Khánh. Giật mình, không thể tin được chuyện đang xảy ra. Hiểu Nhi trợn tròn mắt đứng nhìn, lúc này Đào Trinh thản nhiên, đảo mắt liếc qua chiếc ga giường, nhàu nhúm, sộc sạch một cách có chủ ý, còn cố ý dừng ở trên đó hồi lâu. Ga giường trắng tinh, không có vết máu, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của cô. Chẳng lẽ Giang Hiểu Nhi đã không còn trong trắng nữa sao? Sớm biết thế thì cô cũng chẳng cần phải tốn công thế này. Trong lòng không hiểu sao thấy rất hả hê. Nhưng bên ngoài, Đào Trinh vẫn cố tỏ ra vẻ tiếc nuối, thương xót. Hiểu Nhi à, hôm nay là sinh nhật của ba tớ, cậu không thể nhịn chút sao? Sao cứ phải làm ra chuyện này chứ, lại còn gây ồn ào lớn như vậy nữa. Uổng công tớ cả năm nay hết lòng với cậu. Việt Khánh vẫn còn nhớ cậu mãi không quên. Ngụ ý Giang Hiểu Nhi như thế này cũng không phải là lần đầu tiên. Trương Việt Khánh lên tiếng, giọng mất kiên nhẫn. Loại đàn bà đê tiện giả dối như vậy, có gì đâu mà nói chứ. Việt Khánh, anh đừng như vậy. Dù gì cũng là tại em không kiểm soát được bản thân mà yêu anh, nên trong lòng cũng có ai nấy. Tại em lương thiện quá. Nhìn hai người kẻ sướng người họa, đầu óc của Hiểu Nhi quay mòng mòng. Giả dối sao? Đê tiện sao? Mẹ kiếp, một người thì luôn miệng nói yêu cô mà lại bỏ rơi cô ngay trong hôn lễ, hại cô tan cửa nát nhà mà không có nửa câu giải thích sao? Một người thì ân cần hỏi han hay nói đạo lý, cũng phẫn nộ và chửi anh ta là thằng tồi, vậy mà sau lưng cô lại thế này? Rốt cuộc thì ai giả dối hơn ai chứ? Ai đê tiện hơn ai? Cô không ngờ mình lại nghe được lời nói khiếm nhã đó từ người đàn ông mà cô yêu và chờ đợi suốt 3 năm. Giống như có thứ gì đó đột nhiên tan biến. Cô ngồi dậy, nở nụ cười mỉa mai. Như nhau thôi, hiếm khi chúng ta lại cùng hiểu về nhau đến thế. Hiểu Nhi đẩy hai người ra, rồi lượm quần áo trên sàn đi vào phòng vệ sinh. Cô không nhớ làm thế nào mà mình về được nhà. Sau khi vào nhà đóng cửa lại, cô không kiềm chế được mà khóc như mưa. Lúc này ở hộp đêm tinh nguyệt, Phùng Dịch Phong vừa đi đến cửa phòng bao thì đã đụng ngay Trịnh Liên Thành. Anh ta túm lấy cánh tay anh, nhìn anh với ánh mắt như sắp rớt ra ngoài. Anh Phùng, mắt của anh đổi màu rồi. Anh ấy mất Trinh rồi. Trịnh Liên Thành phản ứng như gặp ma, nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lần, vẻ kinh ngạc hết sức. Còn Phùng Dịch Phong thì mặt mày tối sầm lại. Anh Phùng, bé con nhà ai mà có sức hấp dẫn thế, lọt được vào pháp nhãn của anh vậy? Sau khi xác định được mắt của Phùng Dịch Phong từ màu đen quen thuộc đổi thành màu xanh đen, Trịnh Liên Thành không giấu được hiếu kỳ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó mà có thể tin được. Hai anh em nhà họ Phùng tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, một người là tay sát gái chính hiệu, người còn lại thì không gần nữ sắc. Vốn dĩ tưởng rằng gen di truyền đặc biệt của nhà họ Phùng đã truyền hết cho Phùng Nhất Đình rồi, nhưng không ngờ lại là người chán ghét phụ nữ đến cực điểm, Phùng Dịch Phong. Cậu không nói chuyện, không ai nói cậu câm đâu. Cứ thích moi móc chuyện của người khác ra. Ngay lúc này cảm giác bứt rứt khó chịu ở mắt nhắc anh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, khiến đầu anh như muốn bốc hỏa. Anh vòng qua Trịnh Liên Thành rồi đi nhanh vào trong phòng bao. Ngày hôm sau, Hiểu Nhi mơ màng tỉnh dậy mới phát hiện trong tay mình vẫn đang ôm chặt chiếc hộp gấm màu xanh dương. Bên trong có đôi bông tai kim cương hình hồ điệp, tỏa ánh sáng lấp lánh. Bông tai này là tín vật định tình năm đó Trương Việt Khánh cầu hôn cô. Mà nay... Cô thấy tim mình đau nhói, bèn thẳng tay ném vào ngăn kéo. Đột nhiên một cảm giác trào ngược dạ dày buồn nôn, cô vội vàng quay người chạy vào nhà vệ sinh. Hiểu Nhi, dậy rồi sao? Còn sao vậy chứ? Ra ngoài ăn sáng thôi. Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói quan tâm của mẹ. Hiểu Nhi nhanh chóng rúc miệng. Con ra ngay đây.
Dường như cô đã nôn hết tất cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Sự không cam lòng và nỗi buồn trước đó cũng theo đó mà tuôn ra. Có một số chuyện nên buông bỏ sớm. Lúc đứng thẳng dậy, Hiểu Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt. Đáng tiếc, cô tỉnh ngộ quá muộn, lần đầu tiên quý giá của cô... Nhớ đến tối hôm qua, nỗi hận thù tràn dâng trong tim cô. Trước giờ cô là người rất cẩn trọng. Tối hôm qua căn bản không uống nhiều rượu, nhưng ký ức lại đứt quãng. Là Đào Trinh, chắc chắn là như vậy. Chả trách, tối qua cô ta cứ bảo là bụi bay vào mắt, thỉnh thoảng lại nhờ cô thổi cho. Bây giờ nghĩ lại, nhất định cô ta nhân cơ hội đó bỏ thuốc vào đồ uống của cô. Tại sao chứ? Bởi vì Trương Việt Khánh sao? Nhưng rõ ràng cô ta biết cô và anh vốn dĩ không có khả năng mà. Vì sao vẫn muốn hại cô kia chứ? Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Hiểu Nhi tức giận, lồng ngực căng phồng. Đúng lúc này mẹ cô lại gọi. Hiểu Nhi, con ra đây. Hiểu Nhi như quả bóng xì hơi, vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt. Lúc xới cơm cho cô, mẹ hỏi. Sắc mặt của con sao kém thế? Có phải là công việc vất vả quá không? Hay là buổi tiệc tối qua không được vui? Cãi nhau với Trinh Trinh sao? Nhìn gương mặt đã già đi nhiều của mẹ, Hiểu Nhi trong lòng cảm thấy khó chịu. Gắp một quả trứng vào bát của mẹ, khẽ cười nói. Không có đâu, chắc là do con uống rượu vào nên ngủ không được ngon thôi. Cô không thể lại làm cho mẹ lo lắng nữa. Đang ăn cơm thì điện thoại của Hiểu Nhi đổ chuông, còn không có thời gian mà đau lòng. Cô hấp ta hấp tấp đi ra ngoài. Còn phải tăng ca, có thể là sẽ phải đi công tác, mẹ không cần đợi con đâu. Lúc Hiểu Nhi trở về đã là nửa tháng sau. Đến công ty báo cáo trước, xong Hiểu Nhi mới kéo hành lý về nhà. Ở ngã tư cách đó không xa, cô nhìn thấy quán đồ ngọt, chợt nhớ ra mẹ cô rất thích ăn bánh sầu riêng của quán này. Liền vào xếp hàng mua, cứ xếp rồi xếp, không biết từ lúc nào một thân ảnh cao lớn mặc đồ xám cho xuất hiện trước mặt cô. Đầu óc Hiểu Nhi bỗng trở nên trống rỗng, tay buông thõng xuống, túi sách cũng tuột rơi theo. Trường Việt Khánh, sao anh lại ở đây? Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng Hiểu Nhi lại không nói ra được một từ nào. Chân càng trở nên nặng trịch, anh với cô bốn mắt nhìn nhau. Mãi lâu sau, hai người đều không nhúc nhích. Bên kia ngã tư đường, đứng từ đằng xa, Đào Trình nhìn thấy hết một màn này. Cô bấu suýt bật móng tay, sau đó thì liền cầm điện thoại lên. Đã vô số lần tưởng tượng về cảnh gặp lại anh, nhưng Hiểu Nhi chưa từng nghĩ rằng không phải là ngại ngùng lúng túng, mà là không có gì để nói với nhau. Mọi thứ quả là cảnh còn người mất. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự trầm mặc giữa hai người. Trương Việt Khánh bắt máy, quay người rời đi. Hiểu Nhi cười khổ, cũng vô thức quay người lại. Đột nhiên bốp một tiếng, cô nhận một cái tát như trời giáng. Mẹ sao? Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con gái vô dụng như cô. Bà cô đang nằm trong bệnh viện, vậy mà cô vẫn còn ở đây dây dưa không dứt với cậu ta sao? Có phải cô muốn tôi tức chết luôn rồi cô mới vui hay không? Sao cô lại biến thành cái trò cười cho cả cái thành phố này thế? Cả nhà chúng ta vì sao phải sống vất vả, sa sút đến mức này? Tại sao nhà chúng ta phải đi biệt xứ chứ? Tất cả những chuyện này cô quên hết rồi hay sao? Nếu như không phải Đào Trinh nói cho tôi biết thì bây giờ tôi vẫn còn không hay biết gì đó. Khó lòng để kiềm chế sự tức giận, mẹ Giang tức đến mức run rẩy cả người. Đào Trinh, lại là Đào Trinh, à điếm tâm cơ này. Mẹ Giang tức giận, thở hổn hển rồi ngất xỉu. Bởi vì sự hiểu lầm này, mẹ Giang không nói chuyện với Hiểu Nhi suốt 3 ngày, còn bị lên cơn huyết áp, phải vào viện. Hôm nay cô đặc biệt hầm canh mang vào cho mẹ mình. Hiểu Nhi kiên nhẫn kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối để giải thích cho mẹ. Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa, con thật sự đã cắt đứt hết với anh ta rồi. Hôm đó chỉ là tình cờ mà thôi. Không nói với nhau câu nào cả. Bây giờ Đào Trinh là bạn gái của anh ta, lời của cô ta sao mẹ lại tin chứ? Sau này chúng ta tránh xa bọn họ, được không? Còn đảm bảo sẽ không có bất cứ liên lạc gì với anh ta nữa. Mẹ ăn một chút đi, sức khỏe là quan trọng. Từ bé đến lớn, ba mẹ chưa từng đỡ đánh cô. Chỉ có một vài lần ra tay với cô là bắt đầu từ 3 năm trước, đều là vì Trương Việt Khánh. Đến bây giờ, cô vẫn thật sự chưa thể hiểu nổi.
Năm đó, sao anh ta lại theo đuổi cô cuồng nhiệt như vậy, rồi lại bỏ rơi cô? Tình yêu của bọn họ từng rất sôi nổi, rực rỡ, là giai thoại của trường. Khúc mắc này vẫn luôn canh cánh trong lòng cô, chưa gỡ được. 3 năm, cô chưa lúc nào buông bỏ được nó. Giờ phút này, mọi thứ hình như cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, cũng chỉ còn một nỗi đau thấu xương mà thôi. Con nói thật sao? Con xin thề. Suy nghĩ một lúc, mẹ Giang nhận lấy bát canh. Hiểu Nhi cũng nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua. Thấy dáng vẻ tiều tụy của Hiểu Nhi, mẹ Giang cũng trở nên mềm lòng. Mẹ không sao, con đi làm thủ tục xuất viện thôi. Ở trong đây rất tốn tiền. Ở thêm một ngày lại mất thêm một khoản. Không sao mẹ, vậy để con đi hỏi bác sĩ xem sao nhé. Vừa đi đến hành lang, sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc. Hiểu Nhi, trùng hợp ghê. Giọng điệu buồn nôn khiến toàn thân cô nổi da gà. Hiểu Nhi vô thức bước nhanh hơn nhưng vẫn bị Đào Trinh chặn lại ở đầu hành lang. Sao gặp tớ, cậu lại chạy vậy, vẫn còn giận tớ sao? Hiểu Nhi quay người lại, Đào Trinh cũng đi theo. Cô quay lại, cô ta lại nhanh chóng chắn đường đi của cô. Hiểu Nhi, đừng nhỏ nhen như vậy. Tớ vẫn luôn xem cậu là chị em thân thiết. Đừng vì Trương Việt Khánh mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Cô ta còn có thể vô liêm sỉ hơn được không? Hiểu Nhi nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi rất bận, muốn đóng kịch thì tìm người khác. Cô vừa định đi thì đột nhiên bị Đào Trinh tóm lấy cánh tay, vẻ mặt như vô cùng tủi thân. Cậu đừng tức giận mà, không phải tớ cố ý giấu cậu đâu. Hiểu Nhi, cậu phải tin tớ, Trương Việt Khánh thật sự không xấu xa như cậu nói đâu. Anh ấy vẫn chưa từng quên cậu, anh ấy rất trọng tình nghĩa. 2 năm nay anh ấy cũng rất dằn vặt. Tớ thường thấy anh ấy nhìn về phía... Cái thái độ này sao nói đổi là đổi luôn vậy? Đủ rồi, tôi... Hiểu Nhi hất tay ra, cô còn chưa phản ứng thì đã thấy Đào Trinh ngồi sụp xuống đất, ôm bụng kêu. Đau quá, đang diễn vở nào đây? Cô đâu có đẩy cô ta? Việt Khánh! Mãi cho đến khi nghe thấy 2 tiếng Việt Khánh, cô mới bừng tỉnh ngộ. Quả nhiên, khi quay người lại, cô thấy anh ta, mặt mũi hầm hầm giận dữ, đi ngang qua cô đến ôm lấy Đào Trinh. Em sao vậy? Thật sự là do em không cẩn thận. Anh đừng nghĩ nhiều. Em không nên chủ động chào hỏi cậu ấy. Anh đưa em đến chỗ bác sĩ. Thấy 2 người họ làm bộ làm tịch như vậy, bàn tay đang buông cạnh sườn của cô siết chặt lại, khóe miệng co giật, tức giận không chịu nổi. Lần sau đi giày cao gót rồi hãy giả vờ. Lừa ai chứ, diễn kịch cũng không diễn trọn vai. Trương Việt Khánh tức giận trừng mắt nhìn Hiểu Nhi, ánh mắt hung ác. Trình mà xảy ra chuyện gì, tôi không bỏ qua cho cô đâu. Cảm giác lạnh lẽo xông lên đầu, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô không phải là có rồi chứ? Trước khi rời đi, Đào Trinh còn vứt lại câu nói có sức nặng như một quả bom nguyên tử. Mãi lâu sau, Hiểu Nhi vẫn đứng nguyên tư thế, quên cả nôn. Có rồi sao? Cô không xui xẻo như vậy chứ? Một lần đã trúng thưởng sao? Cô thầm tính thì phát hiện quả nhiên lâu rồi kinh nguyệt của cô chưa có tới. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch. Cô quay người lại thì bất ngờ thấy một người đàn ông đang nhìn mình với đôi mắt màu xanh đen giận dữ, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Cô phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước. Là anh ta? Của tôi sao? Âm cuối cất cao lên, khí thế bức người. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không có mang thai. Gần như lúc nói ra câu đó, Hiểu Nhi đã ảo não cắn môi. Đồ ngu, đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Quả nhiên một giây sau, cô bị Phùng Dịch Phong kéo tới khoa phụ sản. Đến khi cô cầm tờ kết quả xét nghiệm bước ra, vẻ mặt đã nói rõ tất cả. 3 tuần sao? Đi đăng ký kết hôn với tôi. Sắc mặt của Phùng Dịch Phong lạnh lùng đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Giọng điệu hoàn toàn không cho phép từ chối. Không, chưa tới 1 tháng. Chuyện này vốn dĩ là một sai lầm, sao có thể sai càng thêm sai được chứ? Cuối cùng Hiểu Nhi cũng tỉnh lại từ trong đả kích của việc mang thai. Cô dám đụng đến con của tôi sẽ chôn cô cùng với nó. Bây giờ, 1 là đi đăng ký kết hôn với tôi, 2 là để tôi ra tay. Giang Hiểu Nhi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, mím môi, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn. Trong một ngày mà cô lại bị tới 2 người đàn ông uy hiếp, đúng là số chó mà. Đúng lúc này giọng nói khiếp sợ của mẹ cô như xé tan bầu trời.
con có thai rồi sao? Thế là sau đó, dưới sự thuyết phục và ép buộc của hai người, Hiểu Nhi mơ mơ màng màng quyết định chuyện lớn của đời mình. Toàn bộ quá trình cô đều mơ màng, mãi cho đến khi trên tay cầm cuốn sổ đỏ, cô mới biết người đàn ông đi kết hôn với mình tên là Phùng Dịch Phong. Cái tên quen quá, sao giống như đã nghe ở đâu rồi chứ? Cô bỗng dừng bước, lập tức thét lên một tiếng thất thanh. Phùng Dịch Phong sao? Anh ta chắc không phải là một trong bốn người đàn ông độc thân có tiếng tăm nhất Thanh Thành, là cậu trù nhà giàu cổ quái trong truyền thuyết. Không cần phụ nữ, nhưng lại biến thái đến cực điểm. Từng thả lươn vào người, suýt thì làm chết một tiểu minh tinh xinh đẹp được mệnh danh là nước hoa có độc. Sau đó thì được đưa lên tin đầu đó chứ. Dáng người như người mẫu, khuôn mặt lai tây, ánh mắt cao ngạo, tuấn tú vô song. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự cao quý. Đồng hồ Rolls-Royce đẳng cấp, trị giá hàng chục tỷ đồng. Mỗi một đặc điểm đều khớp với lời trong lời đồn. Lòng cô chợt lạnh run. Phùng Dịch Phong xoay người lại, hờ hững nhìn cô nói. Có vấn đề gì sao? Cô giật mình, lúc này mới phát hiện hai người vẫn chưa đi ra khỏi phòng đăng ký. Bốn phía, hơn 10 cặp mắt đang đồng loạt nhìn chằm chằm cô, lắc đầu. Trong nháy mắt, mặt của Hiểu Nhi đỏ ửng lên. Làn da của Hiểu Nhi vốn đã rất trắng, hôm nay lại mặc váy dài trang nhã, xõa tóc ngang vai, gò má ửng hồng, dáng vẻ thẹn thùng, dịu dàng cộng thêm dung mạo xinh đẹp, làm cô tăng thêm vài phần ngây thơ, mị hoặc. Đi thôi. Phùng Dịch Phong lại lên tiếng, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn, ngay cả bước chân cũng thong thả hơn. Suốt đường đi, tâm trạng của Hiểu Nhi thấp thỏm không yên. Làm sao đây, làm sao đây, cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Lên xe rồi nhưng Hiểu Nhi vẫn cứ nhíu chặt mày như vắt được ra nước. Xe từ từ lăn bánh, lúc này Phùng Dịch Phong mới nói. Cô còn muốn nhìn tôi bao lâu nữa đây, có lời gì thì cứ nói đi. Cô nghẹn ứ, lời nghi ngờ đã đến khóe miệng, bỗng nửa đường đổi sang chuyện khác. À thì kết hôn vui vẻ. Chẳng hiểu sao Hiểu Nhi thốt ra một câu như thế, trong lòng thầm khinh bỉ bản thân. Cùng lúc đó, Phùng Dịch Phong cũng xoay đầu lại nhìn cô 2 giây. Suốt đường đi, hai người không nói chuyện. Sau khi đưa cô tới trước cửa nhà, Phùng Dịch Phong liền xoay người rời đi. Lúc này, ở trong bệnh viện, nghe được kết quả xét nghiệm, Đào Trinh hối hận đến xanh ruột. Tôi đã có thai rồi sao? Đúng vậy, cô Giang, chúc mừng cô. Đã hơn 2 tháng rồi, chỉ là cô quá gầy. Sức khỏe vốn đã không tốt lắm, cho nên có dấu hiệu dọa dày. Sau này cô phải chú ý đến sức khỏe hơn, đừng để bị ngã. Cô phải nhớ kiểm tra định kỳ, mà tốt nhất là nên nằm viện vài ngày để quan sát thêm. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chẳng hiểu sao, cô kích động quay người, nắm túm lấy tay của Trương Việt Khánh. Việt Khánh, anh nghe không? Chúng ta có con rồi. Trương Việt Khánh gật đầu, chỉ ghé ừ một tiếng. Vẻ mặt khó đoán. Hiểu Nhi không hiểu sao mình lại trở thành người đã có chồng. Ngày nào tâm trạng cũng cứ thấp thà thấp thỏm. Trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện các cảnh tượng lộn xộn, làm cô nóng lòng nóng ruột. Đây là sao thế chứ? Lẽ nào là do mang thai nên cô cũng trở nên đa sầu đa cảm sao? Theo thói quen, cô muốn đi pha cà phê. Lúc xé túi cà phê xong, cô mới nhớ ra, sau đó đổi thành pha sữa bột. Vừa mới chuẩn bị làm thì bỗng điện thoại đổ chuông, là Phùng Dịch Phong gọi tới. Trong lòng thấy run run, cô hít sâu một hơi rồi mới bấm máy nghe. Alo, tôi đây. Tối mai, cuối tuần, tranh thủ thời gian, về nhà ăn cơm. Không đợi cô nói gì, đầu bên kia đã gác máy. Hiểu Nhi cạn lời, suýt nữa thì đã nhảy dựng lên. Rồi ạ, chết tiệt. Sau đó thì cô bắt đầu xử lý một đống công việc trong tay, suốt cả buổi chiều bận rộn đến tối mặt tối mũi. Đối với kết cục bất ngờ của hai người, đại thể là sau khi hiểu rõ quá trình, mẹ Giang càng vui mừng hơn. Nên khi vừa mới nghe nói cô sắp đến nhà trai ăn cơm, bà còn chuẩn bị tặng quà cho bọn họ. Hiểu Nhi à, bây giờ không còn một túp lều tranh hay trái tim vàng nữa. Tình cảm thật ra có thể bồi dưỡng từ từ. Một người đàn ông dám chịu trách nhiệm sẽ không đổ đốn đâu. Còn trải qua nhiều chuyện như vậy chắc cũng hiểu rõ. Xã hội này đối với phụ nữ mà nói luôn luôn khắt khe, không khoan dung như ta nghĩ. Nếu đã đăng ký kết hôn rồi thì con phải trân trọng, bồi đắp. Không được dễ dàng mắc sai lầm, có hiểu không? Chúng ta không cần quyền quý cao sang, chỉ cần bình yên là được. Mẹ Giang thở dài nói tiếp. Đáng tiếc,
Giả thế bây giờ của chúng ta cũng không có cách nào cho con chỗ dựa vững chắc nữa rồi. Đã là duyên phận, vậy thì con hãy thử xem. Nếu thực sự không thể đi tiếp nữa, ít nhất cánh cửa của ngôi nhà này mãi mãi mở ra đón con trở về. Ba mẹ luôn luôn giang tay chào đón con. Hiểu Nhi biết là mẹ đang lo lắng và suy nghĩ cho cô. Chắc chắn cũng là muốn mượn chuyện này hòng chặt đứt hoàn toàn mối nghiệt duyên giữa cô và Trương Việt Khánh. Nếu không, bà sẽ không vì cô mang thai mà đã đáp ứng chuyện hôn nhân của cô một cách qua loa như vậy. Cô hiểu rõ nỗi khổ tâm của mẹ nên gật đầu nghe theo. Mẹ, con sẽ nghiêm túc, giữ tròn bổn phận, sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Trương Việt Khánh nữa. Trước đây không, sau này cũng sẽ không, con sẽ hạnh phúc. Tuy nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng cô căn bản cũng không chắc chắn. Đối với Phùng Dịch Phong, cô chỉ có thể làm hết sức mình, thuận theo ý trời. Nhưng nếu như nhà của anh đúng là nhà họ Phùng nổi tiếng thế giới, thì e rằng hết thảy mọi chuyện cũng không phải do cô quyết định là được. Vậy ngày mai con dành chút thời gian đi, mua quần áo mới, mua nhãn hiệu Seven mà con thích đấy. Lần đầu đến nhà người ta, con cũng không thể ăn mặc quá qua quýt được. Vâng. Hiểu Nhi ôm cánh tay của mẹ cô, cổ họng bỗng dưng thấy nghẹn đắng. Givenchy từng là hãng thời trang bình dân mà gia đình họ yêu thích nhất. Hàng năm có mẫu mới, mẹ cô đều sẽ mua vài bộ. Nhưng đã hơn 3 năm rồi, bọn họ không đụng đến. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, thứ nhãn hiệu này đã trở nên quá xa xỉ. Hôm sau, Hiểu Nhi vẫn xin về sớm một tiếng. Cô bất giác đi tới cửa hàng phân phối chính hãng của Givenchy. Mà xui quỷ khiến cô còn đẩy cửa bước vào. Cô đi dạo một vòng, nhưng không dám chọn quần áo quá đắt. Ở khu vực rẻ nhất, cô chọn một bộ váy liền đen trắng, kiểu dáng đơn giản, cũng không quá lỗi mốt. Tính tới tính lui cũng gần 60 triệu rồi, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Cô à, tôi... Cô vừa định nói thử cái này, thì đúng lúc này cửa phòng thử áo bên cạnh chợt mở ra. Hiểu Nhi, sao lại là cậu vậy? Thật là trùng hợp. Vừa thấy Đào Trinh, mặt của Hiểu Nhi tối sầm lại. Cô lập tức có dự cảm không tốt. Sao ở đâu cũng có thể gặp phải chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô vốn định nhanh chóng cho xong việc, không thèm quan tâm đến cô ta. Nào ngờ Đào Trinh cứ bám lấy không tha, quan sát quần áo cô cầm trong tay, rồi lập tức lớn tiếng kêu lên, cứ như sợ người ở đây không nghe thấy. Ồ, cậu đến Givenchy mua quần áo sao? Không phải nhà cậu đã phá sản, phải đi ở nhà thuê rồi cơ mà. Từ khi nào Givenchy lại thấp kém đến thế này rồi chứ? Lập tức hơn 10 ánh mắt lại chế nhạo đồng loạt chĩa tới. Quần áo trong tay Hiểu Nhi cũng bị nhân viên phục vụ giật về. Thưa cô, nhãn hiệu của chúng tôi là nhãn hiệu cao cấp. Cô không mua nổi thì cũng đừng sờ mó lung tung. Chỗ chúng tôi không phải là hàng vỉa hè. Cô làm bẩn rồi có bồi thường nổi không? Móng tay bị chảy máu, vẻ mặt Hiểu Nhi xấu hổ, lúc trắng lúc xanh. Tôi muốn mua. Cô rất muốn ngang ngược đáp trả, nhưng cô đã không còn là thiên kim đại tiểu thư 3 năm trước đây nữa. Cô không có tư cách bốc đồng. 3 năm qua, không biết cô đã phải chịu đựng biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường như thế này. Vốn tưởng đã chai sạn rồi, nhưng lúc này mới thấy cô vẫn chưa buông bỏ được hoàn toàn. Xem nào, con người tớ cứ hay nói thẳng. Đào Trinh chép miệng một cái, tỏ vẻ áy náy, rồi lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói. Nhưng mà Hiểu Nhi này, nói thật lòng, bây giờ hoàn cảnh của cậu như thế này thì cũng đừng cố quá, chỗ này thực sự không thích hợp với cậu. Lúc này nhân viên phục vụ cũng sầm mặt quát. Cô đi ra ngoài đi, xuống phố, rẽ phải, chỉ 30.000 đồng một chiếc. Hiểu Nhi siết chặt thẻ ngân hàng, mấy lần định lấy ra, nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ tay ra. Tức giận vì loại người như thế này có đáng không? Cô quay người định rời đi, nhưng lại đột ngột va phải một lồng ngực ấm áp. Xin... Phùng Dịch Phong sao? Thấy sắc mặt cô không tốt, giọng nói còn có vẻ nghẹn ngào, đôi mắt sâu thẳm của Phùng Dịch Phong bỗng trở nên u ám. Vừa thấy anh, nhân viên cửa hàng từ xung quanh vội vàng bước lại, khom người 90 độ. Anh Phùng, chào mừng anh đã đến. Phùng Dịch Phong không thèm liếc sang nhìn nói, em thích bộ nào? Anh vừa lên tiếng, tất cả những người có mặt đều giật mình, mắt đảo liên hồi, không khí trầm xuống. Hiểu Nhi sững sờ lúc lâu, vẫn chưa phản ứng lại. Thấy anh đang nhìn mình, cô lắc đầu theo phản xạ. Cũng phải, loại hàng rách dưới thế này sao xứng với em chứ? Mang tất cả đồ tốt nhất trong cửa hàng ra đây.
Dứt lời, anh bước vào, ngồi ở ghế sofa dành cho khách VIP ở bên cạnh. Hiểu Nhi cũng bị anh kéo lại ngồi cùng, tất cả đều im lặng, không ai dám lỗ mãng. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đầy rất nhiều quần áo chưa trưng bày của cửa hàng ra. Phùng Dịch Phong quét mắt, đứng dậy, cầm lấy một bộ váy màu trắng dài kín đáo đưa cho Hiểu Nhi. Em thử bộ này đi. Rồi anh quay luôn lại nói với nhân viên phục vụ vừa làm khó cô. Pha cho tôi ly cà phê. Vốn đã không còn tâm trạng lựa chọn nhưng lại sợ làm phật ý anh nên cô vẫn đi vào phòng thử áo. Khi cô đi ra cũng là lúc nhân viên phục vụ kia bưng ly cà phê tới mà Phùng Dịch Phong hoàn toàn không đếm xỉa, đứng dậy đi thẳng tới chỗ cô ta. Em có thích không? Lúc này dù có thích nữa thì Hiểu Nhi cũng không muốn nên cô lập tức lắc đầu. Là quá soàng xĩnh có phải không? Nhân viên phục vụ đắn đo hồi lâu, vừa định để cà phê xuống lại nghe Phùng Dịch Phong hỏi. Em có muốn uống cà phê không? Không đợi Hiểu Nhi trả lời, anh lại nói. Bề đến đấy đi. Nhân viên phục vụ vốn chột dạ, giờ càng nghĩ thì càng sợ. Tay vẫn không ngừng run rẩy. Sức ép từ Phùng Dịch Phong không hề tầm thường. Càng sợ gì thì chuyện đó lại càng xảy ra. Cô ta vừa bước lên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cả cốc cà phê hất thẳng lên chiếc váy Hiểu Nhi đang mặc. Khiến cô ta sợ quá, đánh rơi cả cốc. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Vết cà phê hiện rõ trên chiếc váy trắng. Nhân viên phục vụ quỳ sụp xuống, nhưng Phùng Dịch Phong không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng. Đây chính là cái mà các người gọi là phục vụ cao cấp sao? Ánh mắt anh hờ hững, nhưng Hiểu Nhi ngầm hiểu. Cô nhanh chóng thay lại quần áo của mình. Khi cô trở ra, nhân viên phục vụ vẫn còn đang quỳ trên đất. Bên cạnh còn có một quản lý nam mặc âu phục, đi giày da, đang đứng cúi đầu khom lưng. Tổng giám đốc Phùng, mong anh thông cảm. Cô ta mới từ quê ra nên không hiểu quy củ. Phùng Dịch Phong lạnh lùng liếc mắt, không hề nề nang. Tôi thấy nhãn hiệu của các cậu cũng chỉ xứng để người quê mùa mặc thôi. Chúng ta đi. Hiểu Nhi nhấc bước, loạng choạng đi theo, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp như có ánh mặt trời. Trước khi đi ra ngoài, hình như cô nghe được tiếng quản lý gầm gừ. Cô đã bị đuổi việc vĩnh viễn, tiền quần áo sẽ trừ vào tiền lương và tiền thưởng của cô. Dù rất không thích ý thế hiếp người, nhưng cô không hề thông cảm cho nhân viên phục vụ đó. Dù sao, vừa nãy, nếu không nhờ anh, thì cô đã xấu hổ mất hết mặt mũi, làm trò cười cho thiên hạ rồi. Cô vừa định cảm ơn anh, thì anh đã tạt cho cô một chậu nước lạnh. Mất mặt, miệng cô chỉ dùng để làm cảnh có phải không? Cô không biết khách hàng là thượng đế sao? Hiểu Nhi bĩu môi, cảm thấy rất tủi thân. Ai mà không muốn mạnh mẽ chứ? Nhưng muốn mạnh mẽ thì cũng phải có điều kiện đấy. Lúc này chút thiện cảm của cô vừa dành cho anh đã tan thành mây khói. Cuối cùng Hiểu Nhi bị Phùng Dịch Phong kéo đến một cửa hàng của nhãn hiệu thời trang khác. Vào cửa, vẻ mặt của cô vẫn không vui. Nhưng anh cũng không thèm để ý mà trực tiếp chọn hai bộ quần áo ném cho cô. Vào thử đi. Cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc váy ngắn đến đầu gối, màu hồng phấn thêu hoa tinh xảo. Phùng Dịch Phong trả tiền. Toàn bộ quá trình hầu như hai người không hề nói chuyện với nhau. Cứ như đôi tình nhân đang giận dỗi, Phùng Dịch Phong cố hết sức kiên nhẫn, còn Hiểu Nhi vẫn cứ phồng má lên. Nào ngờ từ cửa sổ xe, Trịnh Liên Thành vô tình nhìn thấy hai người, anh ta kích động, sừng sốt, đi ngược đi xuôi, chạy đuổi theo hai người hết nửa con phố, để xác định xem có hoa mắt hay không, có phải bên cạnh Phùng Dịch Phong có phụ nữ hay không. Khi đi đến ngã rẽ, rốt cuộc anh ta cũng chặn được đường của Phùng Dịch Phong, nhưng cũng đã thở gấp rồi. Anh Phong, quả nhiên là anh. Anh ta đứng thẳng người, quan sát, nhìn thấy Hiểu Nhi ở phía sau Phùng Dịch Phong, từ từ ngẩng mặt lên, nụ cười nơi khóe miệng lập tức đông lại, hết sức ngạc nhiên. Cô... Khê... Hiểu Nhi cũng không nhận ra anh. Vừa nãy cô lại còn đang thất thần, tưởng mình đã bỏ lỡ cái gì. Cô nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc. Anh đang nói chuyện với tôi có phải không? Khê gì cơ? Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Phùng Dịch Phong, Trịnh Liên Thành bỗng giật mình hoàn hồn. À, tôi nói khách quý, đúng là khách quý, bên cạnh anh Phong lại có phụ nữ. Cô ấy chắc không phải là cô bé khiến mắt của Phùng Dịch Phong đổi màu đấy chứ. Nhìn khuôn mặt đẹp như tranh của cô, còn mơ hồ mang theo cảm giác quen thuộc khó nói, dường như Trịnh Liên Thành đã lập tức hiểu được. Anh ta cười lớn, chủ động chào hỏi. Chào em, anh là bạn của anh Phong, Trịnh Liên Thành. Chào anh, em tên là Giang Hiểu Nhi. Người đàn ông thái độ ôn hòa, Hiểu Nhi cũng mỉm cười, dùng thiện ý đáp lại thiện ý là nguyên tắc của cô. Hai người đây là...
Liếc nhìn túi mua sắm trong tay của Hiểu Nhi, Trịnh Liên Thành cảm thấy hơi khó tin. Phùng Dịch Phong lại có thể đi dạo phố với phụ nữ sao? Trời sắp nổi bão rồi có phải không? Nhìn hai người trò chuyện qua lại, hình như rất quen thuộc, Hiểu Nhi cũng không nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói. Về nhà ăn cơm thôi. Trịnh Liên Thành ngạc nhiên đến mức, suýt chút nữa thì tròng mắt cũng rơi ra ngoài. Nhà nào cơ, còn ăn cơm sao? Vậy đã tiến triển đến bước nào rồi? Vẻ mặt của anh mang theo một dấu chấm hỏi to đùng. Hiểu Nhi cũng bị câu hỏi của anh làm cho mơ hồ. Anh còn có rất nhiều nhà sao? Nhiều chuyện. Sau khi thốt ra hai chữ này, Phùng Dịch Phong đẩy Trịnh Liên Thành ra đi về phía trước. Nào ngờ sau khi nghe được hai chữ này của anh, Trịnh Liên Thành bĩu môi, căm giận làm mặt quỳ sau lưng. Hiểu Nhi vừa bước theo, vừa vẫy tay với Trịnh Liên Thành. Em đi trước nhé, hẹn gặp lại. Thấy cô đáng yêu, Trịnh Liên Thành cảm thấy hết sức vui vẻ, đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt anh ánh lên vẻ hứng thú, lấp lánh ý cười. Vì Phùng Dịch Phong xen vào giữa chừng nên Hiểu Nhi vốn không về nhà để lấy quà. Trên xe, cô gọi điện thoại cho mẹ để bà yên tâm. Cô vốn tưởng rằng chỉ ăn uống bình thường, nhưng khi vào cửa, cô mới phát hiện cả phòng chật kín người. Trên đường đi, cô không hề để ý đến anh, nhưng vào cửa cô lập tức vô thức kéo một ngón tay anh. Cảm giác được gì đó, Phùng Dịch Phong mới xoay tay nắm chặt lại. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, kéo cô đến bên ghế sofa bên cạnh. Người đứng dậy đầu tiên là một quý bà được cho là có nhan sắc rất xinh đẹp. Dịch Phong về rồi sao? Cả nhà đều đang đợi con đấy. Phùng Dịch Phong không hề để ý mà quay người sang bên khác. Bà nội. Rõ ràng bà rất bất mãn hừ một tiếng. Khiến Hiểu Nhi bỗng cảm thấy trùng xuống. Trong lòng đang chán nản thì thấy bà ấy quay đầu, sắc mặt u ám, lập tức biến thành vui vẻ. Ồ, đúng là cháu đã dẫn người về rồi sao? Bà đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ, giống như là nhặt được báu vật. Lần này quả nhiên cháu không lừa bà. Mau, mau tới ngồi đi. Dù không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng Hiểu Nhi khẽ liếc mắt, cũng chú ý thấy vẻ mặt của người trong nhà ở hai thế cực hoàn toàn đối lập. Có người vui vẻ, có người buồn bã. Cô vốn tưởng rằng sẽ là một bữa tiệc hồng môn yến. Nào ngờ bà nội anh không hề hỏi gì nhiều tới tên và công việc của cô. Sau khi tiếp xúc, trực giác cho cô biết, ngoài bà nội, Phùng Dịch Phong đều lạnh lùng với tất cả mọi người. Xem ra anh còn thân thiện với cô hơn cả nhà chú hai của anh. Cô cũng chú ý tới một chuyện khá đặc biệt. Trong nhà, ngoài những đàn ông lớn tuổi và Phùng Dịch Phong là mắt màu xanh đen, thì mắt người khác đều là màu đen. Điều này khiến anh trở nên đặc biệt nổi bật giữa những người trẻ. Cả buổi tối, Phùng Dịch Phong toàn ngồi bên cạnh bà nội, rất ít nói. Từ trên người anh, Hiểu Nhi cảm nhận được một hơi thở cô độc mạnh mẽ. Chính xác là trong nhà này, mọi người đều về một phe, chỉ mình anh một phe. Hiểu Nhi lập tức cảm thấy rất thương anh. Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong, khi mọi người bắt đầu ăn, Hiểu Nhi mới gắp ít rau xanh đặt vào bát của Phùng Dịch Phong, xem như đáp lại việc anh mới gắp cho cô miếng thịt gà. Nào ngờ cô vừa rút đũa về, đã thấy tất cả mọi người dừng động tác lại. Mười mấy ánh mắt xung quanh đều giống như gặp quỷ, nhìn cô chằm chằm. Cô lập tức cảm thấy mơ hồ. Cô đã làm sai gì sao? Đũa của cô còn chưa hề dùng đến. Lúc này, Phùng Hương Hương, em cùng cha khác mẹ của Phùng Dịch Phong bỗng nhiên cười lạnh, châm chọc nói. Ha, em nói này chị dâu, chị làm vợ kiểu gì thế? Chị không biết anh hai có bệnh thích sạch sẽ. Không thích bất kỳ ai chạm vào đồ vật của anh ấy. Hơn nữa, xưa nay anh ấy không ăn cà rốt sao? Đầu óc của Hiểu Nhi ù lên, cô cảm thấy chóng mặt, không trùng hợp như thế chứ. Mẹ Phùng cũng đổ thêm dầu vào lửa nói, mau lên, thay bát đũa cho cậu chủ. Khi mọi người đều chờ Phùng Dịch Phong nổi giận, hất bàn, thì lại thấy anh tao nhã gắp rau xanh lên, bỏ vào miệng, còn ăn luôn cả cà rốt. Thằng Thừng vả mặt, cả nhà lại lập tức lặng người, há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này bà nội mới lên tiếng, lúc ăn không nói chuyện, ăn cơm đi. Lời nói của bà sắc bén, mắt híp lại, ánh mắt nhìn hai người tràn đầy vui mừng. Sau đó rốt cuộc Hiểu Nhi không dám làm bừa nữa. Hôm đó yên ổn ăn xong bữa cơm, mọi người đều phải ở lại qua đêm. Sau khi tán gẫu việc nhà, Hiểu Nhi bị bà nội gọi đến phòng nói chuyện riêng, đám người cũng tự nhiên giải tán. Bà nói một chút liên quan tới quá khứ của Phùng Dịch Phong, cũng hỏi tình hình hai người một chút. Về cơ bản, Hiểu Nhi đều ăn ngay nói thật. Duy chỉ có việc mang thai,
Cô không chắc chắn anh có ý định nói cho bà nội hay không, nên cô đành thận trọng, không dám nhiều chuyện. Bà thúc cô mau sinh con nối dõi tông đường, cô lập tức ngoan ngoãn đồng ý. Qua 10 giờ, cô mới được người giúp việc dẫn tới phòng của Phùng Dịch Phong. Cửa phòng vừa mở ra, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Ném đi. Hả? Theo ánh mắt anh, Hiểu Nhi mới nhìn đến bao lì xì và hộp gấm đỏ trong tay mình. Đây là bác gái Phùng trên đường gặp đưa cho cô, nói là quy củ. Không nghe thấy lời của tôi nói sao? Nhưng đây là tiền... Là bảo cô ném vào thùng rác sao? Đây chính là tiền và châu báu đấy. Hơn nữa, xem ra giá trị cũng không nhỏ. Tiền còn đang phòng tay đấy. Anh ra vẻ cái quái gì chứ? Có phải cô muốn tôi ném cô cùng tiền ra ngoài không? Tiếng nói rõ ràng trở nên trầm hơn. Hiển nhiên, người nào đó đang tức giận. Hiểu Nhi nắm chặt đồ trong tay, dịu dàng nói. Vậy anh cứ ném tôi ra ngoài đi, tôi sẽ đến chỗ của bà nội. Cô dám uy hiếp tôi sao? Phùng Dịch Phong lập tức xa sầm giận dữ, như sắp bùng nổ. Hiểu Nhi đột nhiên nhớ tới lời của bà nội đã nói với mình. Bà nói, nó là một con sói, nên nếu cháu muốn bảo vệ mình một cách khôn ngoan, thì phải học được cách sờ vào lông của nó. Cô lập tức cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức đáng thương để đồ vật trong tay vào cái tủ trong góc. Tôi làm sao dám, lãng phí là đáng xấu hổ. Chúng ta bàn bạc chút nhé, ngày mai mang nó đi từ thiện có được không? Anh chưa từng trải qua cảnh màn trời chiếu đất, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ốm đau lở loét, còn bị người ta đuổi, rất đáng thương. Phùng Dịch Phong đã nghe cô lải nhải một mình một lúc lâu, cảm thấy hết sức phiền não. Được rồi, tùy cô vậy. Hiệp một toàn thắng, hai lúm đồng tiền nhỏ vừa hiện lên nơi khóe miệng thì một chiếc khăn tắm màu trắng đã đập xuống đầu cô. Đi tắm đi, không được làm bẩn phòng tắm của tôi, không được chạm vào đồ của tôi, không được làm rụng tóc. Ngoài những thứ trong chiếc giỏ màu đỏ thì không được động linh tinh, dùng xong thì trả về chỗ cũ, không được để sai chỗ, trên người không được có bất kỳ mùi gì, khó ngửi chết được. Vô số chữ không được biết hoa lơ lửng trước mắt Hiểu Nhi một lúc lâu, cô cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta là người đến từ hành tinh nào vậy chứ, sao lại nhiều tật xấu đến thế không biết. Hiểu Nhi nhìn bóng dáng lạnh lùng của người đàn ông ấy, trong lòng gào thét, quay lưng đi vào phòng tắm. Đóng cửa lại, Hiểu Nhi vô thức đứng sững giữa căn phòng. Đánh giá căn phòng tắm sạch bóng sáng như gương, không một hạt bụi. Đồ dùng trong nhà tắm được sắp xếp ngay ngắn. Dầu gội đầu, sữa tắm không hề có một chút dấu vết đã từng dùng qua. Cô có thể tưởng tượng được rằng người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ đến mức nào. Sống chung với một người đàn ông như vậy, mệt biết bao chứ. Cô âm thầm thở dài. Bất chợt, cô nhìn vào chiếc giò nhỏ màu đỏ ở bên hông bồn rửa mặt. Thấy bên trong đều là mấy thứ sử dụng một lần dành cho khách du lịch. Hiểu Nhi liền nhận ra đây chính là giò đỏ mà anh nói, cũng là thứ chuẩn bị cho cô. Nhớ tới một đống thứ không được phép, cô liền tức muốn nổ tung, lại còn nói trên người mình có mùi sao? Giơ tay lên khẽ ngửi, Hiểu Nhi hử mũi. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là nam hay nữ, những người từng tiếp xúc với cô đều không ai là không ngưỡng mộ làn da đẹp sáng bóng và mùi hương cơ thể nhẹ nhàng tươi mát của cô. Vậy mà anh ta lại chê bai, rõ ràng là có bệnh mà. Những ngày sau này, chẳng lẽ cuộc sống của cô sẽ ngột ngạt như vậy sao? Đây chỉ mới bắt đầu, làm sao mà sống nổi đây? Không được, đột nhiên cô nhớ lại lúc ăn cơm, một ý nghĩ chợt lóe lên. Hiểu Nhi liền vặn tay chốt cửa ở bên trong lại. Sau đó cô đổ một ít sữa tắm ra nền, xáo trộn vài món trên kệ, rồi lại dùng lược chải đầu cố ý thả vài cọng tóc rụng vào góc. Thấy đầu đã vào đó, cô lại chọn một bình tinh dầu hương thơm thoang thoảng, mở nắp để nghiêng trên đất cho nó tự chảy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm liền ngập tràn mùi thơm. Hết thảy đều được chuẩn bị xong xuôi, Hiểu Nhi mới cởi quần áo, quấn khăn tắm rồi đứng dưới vòi hoa sen. Đầu tiên là trải một chiếc khăn lông dưới đất để làm giảm tiếng nước chảy, rồi dùng một ít nước ấm để làm ướt tóc và toàn thân. Sau đó mới đá khăn lông sang một bên, trực tiếp mở nước đến mức nóng nhất, lại còn cố ý duỗi hai tay đưa ra chỗ nước nóng chảy rồi thét lên một tiếng chói tai. Quả nhiên chỉ trong một giây, Phùng Dịch Phong liền tông cửa xông vào, gầm lên giận dữ. Cô làm cái gì vậy? Đồ đàn bà đáng chết! Một mùi hương xộc vào mũi, còn phòng tắm thì ngập trong hơi nước. Xung quanh là một đống lộn xộn và cô thì đang quấn khăn tắm, đứng nép vào một góc.
nước thì đang tuôn ảo ảo, mỗi một bước đi kích động muốn nhảy lên để giết người của Phùng Dịch Phong lại tăng thêm. Anh chồm tới, tắt vòi nước. Giang Hiểu Nhi, cô xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai sao? Quay tới quay lui một vòng, khiến Phùng Dịch Phong càng thêm cáu gắt. Hiểu Nhi chỉ cúi đầu thút thít, chứ không hề giải thích lấy một lời. Cô làm ra dáng vẻ ấm ức nói. Xin lỗi, tôi sẽ lập tức thu dọn sạch sẽ. Giờ phút này thật ra cô không hề giả bộ chút nào, chỉ là cô không ngờ nước lại nóng như vậy. Cả cánh tay của cô đều đang bỏng rát, đau đớn vô cùng. Giận dữ chừng mắt nhìn cô, Phùng Dịch Phong lúc này mới nhận ra cánh tay của cô đỏ bừng. Da của cô rất trắng, đặc biệt là dưới ánh sáng của bóng đèn vào ban đêm, làn da ấy lại càng sáng không một chút tì vết. Ấy vậy mà lúc này đây một mảng da đỏ ửng rất nổi bật, khiến người ta vừa thấy liền giật mình. Hơn nữa, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cả người ướt sũng, ngay cả tóc cũng ướt nhẹp. Thoạt trông thì rất đáng thương. Thấy cô lom khom nhặt chai lọ trên mặt đất lại, còn định đi lấy cây lau nhà, Phùng Dịch Phong liền giữ tay cô lại, cố gắng kiềm chế lửa giận bừng bừng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi sợ làm bẩn phòng tắm nên muốn gội đầu trước. Tôi không biết mở vòi nước, không biết ấn vào đâu để nước chảy ra. Tôi phát hiện cầm nhầm dầu gội nên định đổi thì đột nhiên nước nóng chảy ra. Tôi cũng không biết đụng phải cái gì nữa. Tôi sẽ thu dọn sạch sẽ, không làm dơ đâu. Lát nữa tôi sẽ dùng nước lạnh tắm. Hiểu Nhi nơm nớp lo sợ, dáng vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi, khiến cho ai nhìn cũng vô cùng không nỡ trách móc cô. Hơn nữa cô xinh đẹp hơn người, lại còn đang bị thương. Phùng Dịch Phong kéo khăn tắm rồi dùng sức chà vài cái vào tóc của cô. Chưa tắm mà đã tự làm phòng mình trước rồi, ngu thì chết. Anh vừa lên tiếng trách móc, vừa mở tù áo lấy chiếc khăn lông mới đưa cô. Để tôi giúp cô chỉnh độ ấm của nước, cô ra ngoài bôi thuốc trước đi. Giọng điệu của anh không tốt lắm, động tác cũng có phần thô lỗ, nhưng không hiểu sao Hiểu Nhi lại cảm thấy ấm trong lòng. Lúc Phùng Dịch Phong đi ra thì thấy Hiểu Nhi đang đứng ngây người ở chỗ gần sofa. Đứng nghệt ra đó làm cái gì? Đầu óc của cô cũng bị phỏng hư luôn rồi có phải không? Hiểu Nhi mím môi quay đầu lại. Lỡ làm dơ sofa thì sao? Anh còn không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Còn thiếu cái này à? Ngụ ý là đồ bị cô làm dơ còn ít sao? Hiểu Nhi chỉ đợi mỗi câu nói của anh, không khách sáo nữa, cô liền ngồi xuống, rồi sau đó nghĩ lại thấy không đúng, bèn nhích người ngồi nửa ghế. Phùng Dịch Phong lấy tuýp thuốc bỏng rồi bước đến, nhìn thấy dáng ngồi khép nép của cô, bất chợt trong lòng thấy không thoải mái. Anh kéo tay cô rồi thoa lớp thuốc bỏng mát lạnh lên chỗ bị thương. Thuốc này hiệu quả lắm, 2 phút sau sẽ không đau nữa. Tôi thay bộ tắm rửa dành cho nữ rồi, cô đừng có đụng nữa, đi tắm đi. Trước khi ngủ, thoa thêm lần nữa, ngày mai vết đỏ sẽ hết thôi. Cảm ơn. Hiểu Nhi đứng dậy, chợt như nhớ ra điều gì rồi cô lại nói. Để tôi dọn dẹp lại phòng tắm đã. Được rồi, đừng có cậy mạnh, cô không phá sập phòng tắm của tôi, đã là may phước lắm rồi. Ngày mai để người làm dọn đi. Dạ. Hiểu Nhi tỏ vẻ bị tổn thương, lý nhí trả lời. Sau khi quay người đi, đáy mắt cô lóe lên vẻ đắc thắng. Hiệp 2, tạm thắng. Sống thì điều trước tiên là phải thoải mái. Hơn nữa, cô cũng không phải là người lôi thôi. Hiểu Nhi vẫn đại khái dọn dẹp lại phòng tắm, rồi sau đó mới thoải mái tắm. Sau khi tắm xong bước ra, bất ngờ giọng nói lạnh lùng đập vào tai. Ngủ sofa. Nghe vậy, Hiểu Nhi cũng không có ý kiến khác. Cô thay chiếc áo phông của anh, chuẩn bị sẵn rồi đi về hướng ghế sofa. Cô hiểu cái gì cũng có giới hạn của nó, bản thân mình cần phải biết chừng mực. Người có thân phận như anh tất nhiên là rất thông minh. Mấy chiêu trò của cô, chưa chắc anh đã không hiểu, mà có khi là nể mặt cô là phụ nữ. Cho nên chỉ có thể áp dụng một lần, chứ tuyệt đối không thể dùng lần thứ hai. Về phương diện này thì không thể không công nhận Hiểu Nhi có phần thông minh. 3 năm này, cái cô học được nhiều nhất chính là nhìn sắc mặt của đối phương để mà có thái độ xử sự cho hợp lý. Vì vậy, nên cô không hề cảm thấy bực bội chút nào. Cô nhẹ nhàng thu dọn rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Ngay lúc hai người vừa nằm xuống thì cửa phòng vang lên tiếng của thím Miêu. Cậu Hai, cậu ngủ chưa? Lão phu nhân nhắn tôi đưa quần áo nữ qua đây. Thím Miêu chuyên hầu hạ bà nội, nên vừa nghe vậy là Phùng Dịch Phong đã hiểu ý. Hai người cùng lúc bật dậy, người ngoắc tay, người đưa mắt nhìn. Hiểu Nhi liền phóng nhanh nhất có thể để nhét gối và mền vào trong tủ, sau đó liền nhảy lên giường.
Cùng lúc Phùng Dịch Phong từ từ đi đến cửa phòng và mở cửa ra. Cậu hai, lão phu nhân nói chuẩn bị không chu đáo, lục trong đáy tủ mãi mới tìm được mấy bộ đồ ngủ chưa mặc lần nào. Tuy là kiểu dáng hơi cũ, nhưng dù sao cũng là đồ mới, đưa cho mợ hai mặc tạm đêm nay, sáng mai sẽ đưa đồ mới qua. Vừa nói, thím Miêu vừa đảo mắt quan sát thăm dò tình hình bên trong phòng. Tôi biết rồi, thay tôi cảm ơn bà nội. Lúc Phùng Dịch Phong quay lại thì Hiểu Nhi đã bung mền ra. Cô ngủ ở đây đi, lỡ đâu bà nội lại nổi hứng qua kiểm tra, chọn một bộ đi. Vừa nói, anh vừa đưa túi đồ ngủ cho cô. Có thể thấy được anh rất kính trọng bà nội, gần như là phục tùng mệnh lệnh. Hiểu Nhi nhìn túi quần áo vẫn còn nguyên mác, kiểu dáng hơi lỗi mốt. Cô bèn chọn một chiếc váy ngủ màu tím đậm, trông cũng khá sang rồi thay vào. Tuy là hai người đã đăng ký kết hôn, cũng từng làm chuyện đó, nhưng dù sao thì cũng không nhiều kỷ niệm với nhau. Đối với Hiểu Nhi mà nói, thì đây mới là lần đầu tiên cô thực sự ngủ cùng với người đàn ông này. Đột nhiên phải đồng sàng cộng trầm, tim cô đập nhanh liên hồi. Ngay đúng lúc cô bối rối, không biết nên làm thế nào thì một gáo nước lạnh dội vào mặt. Không được vượt ranh giới, không được đụng người tôi, ngủ không được lộn xộn, không được kéo chăn, không được ngáy, không được ảnh hưởng giấc ngủ của tôi. Nỗi lo lắng tận đáy lòng phút chốc tan biến, thay thế vào đó là nỗi bực tức trỗi dậy. Sao cô có thể quên được anh ta là tên thần kinh mắc bệnh sạch sẽ ở cấp độ nặng chứ? Nghĩ nhiều quá làm gì? Hơn nữa cô còn là phụ nữ đang mang bầu mà. Cái loại biến thái ngoài hành tinh này sao lại được sống sung sướng như vậy chứ? Ông trời đúng là không có mắt. Ai thèm ngủ chung giường với anh chứ? Đúng là... Trong lòng oán thán, cô siết chặt tay, khớp xương kêu răng rắc, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ờ, sống chung với người như vậy, sau này có khi nào cô cũng sẽ trở thành kẻ tâm thần không? Ừ, rất có khả năng đúng đó. Đúng là phải tội. Nghĩ vậy, Hiểu Nhi cẩn thận dè dặt leo lên giường, giữa hai người cách xa nhau, đủ nhét thêm một người nữa vào. Vốn trong lòng đang bực bội, nên cô nghĩ rằng chắc sẽ không ngủ được vì tức giận. Nhưng nào ngờ, không biết có phải vì quá mệt hay là vì thói quen có được 3 năm qua, mà đầu cô vừa đặt xuống gối đã ngủ luôn. Phùng Dịch Phong thì ngược lại, bên cạnh có thêm một người, anh không quen lắm. Thêm vào là mùi hương của phụ nữ thơm ngát thoang thoảng quanh mũi, càng khiến anh cảm thấy buồn bực khó hiểu. Tiếng thở nhẹ nhàng vang lên, lập tức mặt anh tối sầm lại. Đúng là người phụ nữ chết tiệt. Anh nhắm nghiền mắt lại, nhưng tế bào toàn thân làm sao cũng không bình tĩnh lại được. Đếm cừu, hiệu quả không? Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, mặc dù luôn nghĩ nó thật ấu trĩ, nhưng anh vẫn lặng lẽ đếm thầm. Cứ đếm, rồi cuối cùng cũng bắt đầu có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên, một cánh tay duỗi sang, anh liền mở bừng mắt ra. Tiếp theo là cả thân người mềm mại tiến sát vào, và hơn phân nửa là đè lên người anh. Trong tích tắc, anh cảm thấy tối mặt tối mày. Phùng Dịch Phong bực mình, nghiến răng ken két. Anh liền kéo tay của cô ra, anh bực đến mức thiếu điều muốn đạp cô xuống giường. Giang Hiểu Nhi. Hả? Sao? Vừa thì thào, Hiểu Nhi vừa rúc sâu vào lòng anh. Không biết là cô đang nằm mơ hay sao đó, tiếng khóc thút thít đứt quãng vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, khiến cho người nghe không khỏi rùng mình. Vì sao lại đối xử với em như vậy? Sững ra một lát, Phùng Dịch Phong bất chợt mềm lòng. Anh nhớ đến cô đang mang thai, anh nhíu mày, vô thức lực tay cũng bất giác nhẹ nhàng hơn. Việt Khánh. Tên của đàn ông lọt vào tay anh, phút chốc thái dương anh nổi gân xanh lên. Cô muốn chết hay sao? Nằm trên giường của anh mà gọi tên của người đàn ông khác sao? Không thể nhịn được nữa, Phùng Dịch Phong dùng sức đẩy cô. Giang Hiểu Nhi. Hiểu Nhi mơ mơ màng màng giật mình tỉnh giấc. Cô ngửa đầu mở mắt rồi lẩm bẩm nói. Tôi buồn ngủ lắm, để tôi ngủ đi có được không? Ngày mai tôi sẽ dọn phòng tắm nha. Nói xong cô lại cọ cọ vào lòng anh, tay ôm chặt hơn nữa. Thật chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như vậy, đúng là không khác gì keo con voi. Anh đẩy mấy lần cũng không đẩy cô ra được, Phùng Dịch Phong bị cô làm cho gần như tức điên lên, nhưng lại không dám đẩy quá mạnh. Cuối cùng sau một hồi bị tra tấn, anh cũng cảm thấy mệt và buồn ngủ, mặc kệ cho cô ôm lấy mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài dự liệu, đêm đó hai người đều ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Hiểu Nhi mơ mơ màng màng mở mắt. Theo thói quen, cô cầm lấy điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh, ngồi bồn cầu, tay lướt điện thoại, cô còn gà gà gật gật. Lúc đứng dậy, bất chợt hình ảnh vệt đỏ nhạt trong thùng rác đập vào mắt cô.
Cô ngẩn người ra một lúc rồi chớp chớp mắt, sau đó bước ra ngoài lục túi sách, lấy một miếng băng vệ sinh ra. Cả quá trình cô đều làm theo thói quen trong vô ý thức. Phùng Dịch Phong bị tiếng động làm tỉnh giấc, anh gần như là thức dậy cùng lúc với cô. Phùng Dịch Phong ngồi dậy, nhìn thấy có vết đỏ thấp thoáng trên tấm ga giường màu trắng sữa của mình, vị trí đó là vị trí cô nằm, rồi lại nhìn thấy hành động của cô, phút chốc mặt anh biến sắc. Cô không có thai sao? Hả? Chợt giật mình quay người lại, Hiểu Nhi còn mơ hồ hơi ngần ra, bất ngờ đối diện với đôi mắt xanh đen đang như muốn ăn tươi nuốt sống cô của anh. Ánh mắt từ từ nhìn xuống thứ cầm trong tay, đột nhiên giống như là phải bỏng. Cô lảo đảo lùi sau, rồi trong phút chốc như sực tỉnh. Đúng rồi, không phải cô đang mang thai sao? Sao lại có kinh được chứ? Trong đầu cô mơ hồ vụt qua cái gì đó, rồi biến mất. Cô liền mở điện thoại ra và nhìn thấy đoạn tin nhắn trong hộp thư. Tôi là bác sĩ của bệnh viện tỉnh lập. Thưa cô, mã số 018, thành thật xin lỗi báo với cô là cô không mang thai mà là bị viêm dạ dày. Chúng tôi đã sơ sót lấy kết quả của cô mã số 013 cho cô, gây cho cô hiểu lầm và bất tiện. Xin chân thành xin lỗi vì nhiều lần gọi điện mà cô không bắt máy, nên chúng tôi gửi tin nhắn này để thông báo. Xin cô vui lòng đến bệnh viện để lấy thuốc điều trị. Cô không mang thai. Lúc này đầu cô ong lên, cô phát hiện tin nhắn này đã được gửi đến từ mấy ngày trước, nhưng lại nằm trong hộp tin nhắn rác. Nếu không phải là đúng lúc hôm nay điện thoại báo có tin nhắn, cô mở ra xem, cũng tiện tay xóa những tin nhắn spam với mấy tin nhắn chướng mắt, thì đến giờ cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ngẩng đầu lên, cô thấy Phùng Dịch Phong nhìn cô như thể muốn xé xác cô ra vậy. Cô cảm thấy choáng váng. Không phải tôi, là bệnh viện nhầm mà. Cô theo bản năng giơ điện thoại ra, ý muốn đưa cho anh xem đoạn tin nhắn đó để chứng minh cô trong sạch. Nhưng Phùng Dịch Phong đang tức giận ngút trời, toàn thân như sắp bốc khói. Sợ bản thân không khống chế được mà bóp chết cô ngay lập tức, anh hất chăn xuống giường và lao vào phòng tắm, đồng thời không quên mạnh tay đóng sầm cửa lại. Bản thân Hiểu Nhi cũng bực đến run người, cũng đâu phải cô muốn như vậy. Vốn dĩ không mang thai đối với cô mà nói là chuyện tốt, nhưng bây giờ cô đã kết hôn rồi. Chuyện hồ đồ này chơi cô sao? Cô bực mình cầm lấy điện thoại gọi lại cho bác sĩ bệnh viện. Bác sĩ, tôi bị ông hại thảm rồi. Ông có chứng nhận tư cách hành y không vậy? Bệnh đơn giản như vậy mà còn lẫn lộn được sao? Sao ông không nghỉ việc đi về nhà đi? Cái bệnh viện quái quỷ gì vậy chứ? Chuyện ra phá. Đi chết, đi chết, đi chết đi. Ở đầu dây bên kia, nghe tiếng cúp máy cạch, một người đàn ông nào đó trừng mắt nhìn điện thoại, bị chửi rối xả tỉnh giấc trong giấc mơ. Lúc này vẻ mặt mờ mịt. Chuyện gì vậy chứ? Anh vừa mới đến báo danh, vẫn chưa chính thức bắt đầu làm việc mà. Hiểu Nhi sau khi bộc phát xong cũng rũ vai xuống. Giờ phải làm như thế nào đây? Không chừng anh đã nhận định là cô giả có thai để lừa gạt anh kết hôn. Trời ơi, đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này mà. Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, Phùng Dịch Phong bước ra. Hiểu Nhi vô thức quay người lại, khẽ mấp máy môi, nhưng lại không phát ra tiếng nào. Nếu như ánh mắt có thể giết người, khẳng định lúc này cô đã bị chém thành hàng ngàn lần. Không, phải là bị băm thành ngàn mảnh rồi mới đúng. Nghĩ cũng có thể biết được bản thân đã mắc nhiều tội như vậy, sẽ không thể tha thứ được. Thấy anh đi về phía tủ quần áo, ánh mắt vẫn hung dữ, dáng vẻ cao ngạo không cho ai lại gần, dường như nghĩ đến điều gì. Hiểu Nhi liền nhặt băng vệ sinh rơi trên đất lên rồi bước vào nhà vệ sinh. Ra ngoài thay xong quần áo, Hiểu Nhi lại quay sang nhìn anh. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cho dù có phải là lỗi của cô hay không, nhưng ít nhất anh cũng đâu có tổn thất gì mà. Anh tức giận như vậy là sao chứ? Hình như cũng đâu phải cô nói mình mang thai, muốn giữ lại đứa trẻ, bám giết lấy anh không tha, đòi gả cho anh mà. Cũng không phải là lỗi của cô, sao cô phải sợ anh chứ? Chuyện gấp lúc này ở trước mắt. Hiểu Nhi cắn răng tiến lên phía trước. Chúng ta ly hôn đi. Tôi không cần tài sản gì cả. Ngước mắt lên, cô thấy ánh mắt của Phùng Dịch Phong nhìn mình còn đáng sợ hơn vài phần. Người anh cũng đem về nhà rồi, bây giờ nói với anh ly hôn sao? Muốn tìm kích thích sao? Nhất thời nghẹn lời, Hiểu Nhi cảm thấy trong lòng rất loạn. Phản ứng như vậy là sao chứ? Anh rốt cuộc là có ý gì đây? Quay người lại, Phùng Dịch Phong bước về một bên của tủ đồ, lấy đồng hồ đeo tay đeo lên.
Tỉnh táo lại, Hiểu Nhi cũng quay người theo anh, lớn giọng nói, tôi nghiêm túc đây, chúng ta ly hôn đi. Phùng Dịch Phong vẫn không nói gì, cửa phòng dầm một tiếng mở ra, Thím Miêu và bà nội xông vào. Cái gì? Ly hôn sao? Dịch Phong, cháu có phải là con cháu nhà họ Phùng hay không đó? Sao lại vô trách nhiệm như vậy? Cháu muốn bà tức chết có phải không? Vỗ vỗ ngực, bà tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Đang đứng gần cánh cửa, Hiểu Nhi đỡ bà cụ theo bản năng, rồi vỗ vỗ lưng cho bà. Vội vàng lắc đầu nói, bà nội, không phải, thật ra là lỗi của cháu. Không hiểu rõ về quy tắc và điểm khác thường của nhà họ Phùng, càng không biết rõ người nhà họ Phùng lại có gen đặc biệt, chỉ di truyền cho nam, không truyền cho nữ. Đó là đàn ông nhà họ Phùng, khi sinh ra đôi mắt có màu đen, nhưng sau khi gặp phải người phụ nữ còn trong trắng đầu tiên trong đời mình, ánh mắt sẽ chuyển thành màu xanh đen. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ đã trưởng thành. Chỉ khi ánh mắt đổi màu thì bọn họ mới có đủ thể chất để khiến phụ nữ mang thai. Nếu không, cho dù bọn họ có gặp bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa thì cũng sẽ không sinh con được. Bởi vì loại gen đặc thù này, cho nên từ trước tới nay người nhà họ Phùng đều rất coi trọng gia đình. Điều đầu tiên chính là con cháu họ Phùng thành gia lập nghiệp, đã kết hôn sẽ không ly hôn. Nhưng tất cả những điều này Hiểu Nhi không có cơ hội được biết. Cô chỉ là có gì nói nấy theo bản năng mà thôi. Nhưng lúc này biểu hiện của cô ở trong mắt bà cụ lại trở thành thấu tình đạt lý, còn trong ánh mắt của Phùng Dịch Phong lại là giả tạo gây loạn. Bà nội, đúng thật là phí công yêu thương cháu rồi. Cháu xem một người phụ nữ tốt như vậy, cháu còn... Phùng Dịch Phong kinh ngạc, không biết phải nói gì. Rốt cuộc thì ai mới là cháu ruột của bà đây? Bà nội có hiểu rõ không vậy? Rõ ràng không phải anh là người nói ly hôn mà. Phùng Dịch Phong bước lên, dìu bà cụ ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà. Bà nội, bà đừng tức giận, hại sức khỏe. Không có chuyện này đâu. Hiểu Nhi chỉ đang giận dỗi với cháu thôi. Sao cơ? Ngước mắt lên, Hiểu Nhi kinh ngạc, đáp lại cô lại là một ánh mắt đầy sát ý. Đồng thời cũng bị bà cụ thấy được, bà giơ tay lên đánh Phùng Dịch Phong một cái. Cháu đừng có mà chừng Hiểu Nhi, con bé không phải là cấp dưới của cháu, phụ nữ là để yêu thương, hay giận dỗi một chút cũng là chuyện bình thường. Con gái nhà người ta gửi gắm cho cháu thì cháu phải chịu trách nhiệm với người ta, biết chưa? Bà cụ đang giảng bài về bảo vệ, Hiểu Nhi nghe thấy cũng cảm động. 3 năm nay, nếm đủ mọi sự ấm lạnh của cuộc sống, rất ít người bảo vệ cô. Còn phía bên kia, gương mặt của Phùng Dịch Phong không có nửa điểm chống đối, rất bình tĩnh, cũng rất kiên nhẫn. Chỉ nghe bà cụ nói rồi gật đầu. Cuối cùng, 3 người cùng xuống tầng, ăn một bữa sáng ngon miệng. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio ngõ vắng các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.